Vấn đề là ở chính bản thân mình. Bản thân chúng ta chưa hiểu rõ gì chân tướng sự thật, hoài nghi đối với đại đức, đại năng, đại trí tuệ của Phật Bồ Tát. Có hoài nghi tức không thể hoàn toàn tin tưởng. Vì thế dạy chúng ta buông xả. Chúng ta không dám buông bỏ, thử buông bỏ vài phần, buông bỏ từ từ cũng được, buông bỏ từng chút một. Đây gọi là tiệm tu. Lập tức buông bỏ, đó là đúng tu. Không giống nhau, đều được. Đức Phật từ bi khăn phượng chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đức Thế Tôn dạy học, xưa nay chưa từng miễn cưỡng một ai. Phật độ chúng sanh, nói như cách nói của chúng ta, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không từ bỏ. Bất luận chúng ta ở trong đường nào, Phật đều theo đến đó. Đây là thật, không phải giả. Người học Phật nhất định phải biết, chúng ta có nơi nương tựa chăng? Có. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát là nơi nương tựa vững chắc nhất của chúng ta. Vấn đề là chúng ta có muốn nương tựa các ngài hay không? Thật sự có thể nương tựa. Họ đều là người tốt, không nói lời giả dối. Họ có trí tuệ chân thật, cũng có rất nhiều năng lực, thật sự có thể chăm sóc chúng ta. Chúng ta dùng tâm gì, nghĩa là dùng thái độ như thế nào để ứng đối với họ. Nên nhớ, trong kinh này nói, phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nếu chúng ta dùng tâm thái này, sẽ đích thực, thiết thực, tương ưng với tất cả chư Phật Bồ Tát khắp mười phương ba đời. Chư Phật Bồ Tát ở đây nói Bồ Tát là Pháp Thân Đại Sĩ, đâu có đạo lý không quan tâm chúng ta. Nhưng mục tiêu và phương hướng của ta phải chính xác. Một mục tiêu là thân cận Phật A Di Đà, một phương hướng là thị giới Tây Phương Cực Lạc. Chư Phật Bồ Tát đều giúp chúng ta. Tương ưng với bổn nguyện Di Đà. Tương ưng với bổn nguyện Di Đà nghĩa là tương ưng với bổn nguyện của tất cả chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta thật sự hiểu rõ ràng, thấu đáo đạo lý này, tự nhiên sẽ quyết tâm niệm câu Phật hiệu này. Lìa khổ được vui ở ngay trước mắt, lìa tất cả khổ ngay bây giờ. Lìa khổ như thế nào? Tâm ta là tâm thanh tịnh, tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài. Đây là lìa khổ. Mỗi niệm đều được Phật Bồ Tát gia trì, trí tuệ khai phát.
công phu tu học đắc lực, đây là niềm vui ta đã đạt được. Nếu ý niệm ta chuyển sai, ta cầu Phật Bồ Tát gia hộ để được thăng quan phát tài, như vậy là sai. Mục tiêu của mình vẫn ở trong luân hồi lục đạo, chưa muốn ra khỏi luân hồi, như vậy Phật Bồ Tát không gia trì được. Có người gia trì ta là ai? Là yêu ma quỷ quái, họ đều đến gia trì chúng ta, thành tựu danh văn lợi dưỡng cho ta, thành tựu tham sân si mạng của ta, sau cùng thành tựu địa ngục A Tỳ cho chúng ta, ta đọa vào đó. Chúng ta không thể không biết điều này, không thể không cẩn thận, tuyệt đối không tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Chỉ nhất tâm muốn giảng sanh thị giới cực lạc, như vậy là được. Giảng sanh thế giới cực lạc, trong nguyện này nói với chúng ta về sự thù thắng của sự giảng sanh. Sanh đến thế giới cực lạc, nhất định được nhất sanh bổ xứ, chính là đẳng giác Bồ Tát. Ở một nơi thành tựu trong một đời, thành tựu viên mãn. Xem tiếp đoạn bên dưới, nguyện tùy ý giáo hóa. Gia nguyện này hơi dài, chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Như nguyện ở trên đã nói rõ, như những gì nguyện ở trước đã nói, người sanh vào nước này, trú trong cõi nước an lạc. Cõi nước an lạc tức là thế giới cực lạc. Ta sống trong thế giới cực lạc, đều chứng bổ dị. Ở thế giới cực lạc thành tựu địa vị bổ xứ Bồ Tát, thành đẳng chánh giác. Đây là nói đến sự thù thắng của thế giới cực lạc, không có chướng duyên, hoàn toàn thuận lợi. Nhưng Bồ Tát thành Phật, mỗi người đều có nguyện lực. Có một số người muốn sớm thành Phật, có người muốn độ chúng sanh trước. Tâm từ bi của họ rất sâu nặng, thì chúng sanh chịu nhiều khổ nạn, ta phải giúp họ trước. Ba nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chính là như vậy. Địa ngục bất không thể bất thành Phật, Ngài vẫn ở nơi địa vị Bồ Tát. Hiện nay là địa vị gì của Bồ Tát? Là đẳng giác Bồ Tát. Nguyện lực của mỗi người không giống nhau. Người tâm từ bi sâu nặng muốn độ chúng sanh trước, như nguyện bị hoàng thể khải giáp. Khải giáp là ví dụ. Ví dụ điều gì? Ví dụ như nhẫn nhục ba la mật, trở lại cõi uy, tức là lục đạo. Ta đến thế giới cực lạc nhưng chưa thành tựu, đã trở lại được, có thể nhanh nhất là gặp được Phật A-di-đà, nói cho Ngài biết nhân dân trên địa cầu quá khổ, còn muốn trở về đó độ họ. Phật A-di-đà gật đầu, ngươi cứ đi, thần lực của Phật sẽ gia trì cho quý vị. Quý vị có trí tuệ, thần thông, đạo lực quả thật giống như A-duy Diệt Trí Bồ Tát vậy. Đúng là trở lại cõi ta bà. Đây là chỉ hạng người này. Trở lại cõi uế, rộng độ chúng sanh, giáo hóa hữu tình.
tức là nhờ nguyện lực Phật A-di-đà gia trì, giáo hóa tùy ý tất cả đều viên mãn, là ý của nguyện này. Đại ý của nguyện này là như thế. Nếu nói đến thế giới cực lạc, phải tu hành thời gian rất dài. Sợ những chúng sanh này, chúng sanh ở thế giới Ta Bà chịu quá nhiều khổ nạn, nên muốn nhanh chóng trở lại độ họ, cũng có thể thực hiện được nguyện vọng của mình, được Phật lực gia trì. Bên dưới giải thích cho chúng ta những danh từ thuật ngữ trong nguyện văn này. Khải là áo giáp, là chiếc áo các chiến sĩ ngày xưa mang vào khi đối địch, dùng nó để che chở bảo vệ thân thể, đề phòng tên đạn. Áo chống đạn của thời cận đại cũng thuộc loại này, hay thiết giáp, xe tăng đều thuộc loại này. Đây là một loại vũ trang phòng vệ. Giáo hóa chúng sanh ở thế giới Ta Bà không dễ, rất nhiều chướng duyên, ta có thể chịu được chăng? Bởi vậy trước tiên phải trang bị cho bản thân, phải có năng lực phòng bị. Năng lực này chính là nhẫn nhục trong lục ba la mật. Nghịch cảnh hay thuận cảnh đều phải nhẫn. Phải biết rằng thuận cảnh hay nghịch cảnh đều là ma cảnh. Thuận cảnh khiến chúng ta sanh tâm tham, nghịch cảnh khiến ta sanh tâm sân nhuệ, đều là dẫn dắt chủng tử phiền não trong A Lại Gia Thức của mình ra, để ta tạo nghiệp, sau khi chết đọa vào ba đường ác. Nhẫn nhục là gì? Trong mọi cảnh giới tâm đều bất động, đây mới gọi là khoác áo giáp quần thể, như bất động. Thật sự làm được tam luân thể không, như trong giáo lý Đại Thừa nói. Tu tập tích lũy tất cả công đức, trì giới bố thí nhẫn nhục, sáu ba la mật, mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, nỗ lực hành trì, thực hiện một cách viên mãn. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đây gọi là nhẫn nhục ba la mật. Đối với thế gian này không hề bị tiêm nhiễm. Ai làm được điều này? Người đến thế giới cực lạc sau đó trở về, họ có thể làm được. Họ được 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trì, họ có thể làm được điều này. Nếu không phải đến thế giới cực lạc, trong cõi nước của chư Phật ở thế giới tha phương đều không làm được, đều bị quấy nhiễu, sẽ thoái chuyển. Như vậy rất phiền phức. Chỉ có người ở thế giới cực lạc sau khi trở lại không bị thoái chuyển. Phật A-di-đà đảm bảo cho chúng ta
Điều này quả thật không dễ. Quý vị xem bên dưới nói, Bồ Tát nhập sanh tử. Nhập sanh tử chính là luân hồi lục đạo. Bất luận đường nào trong lục đạo đều có người có duyên với chúng ta. Bất luận là thiện duyên hay ác duyên, là thân bằng quyến thuộc hay oan gia đối đầu, tất cả đều là người có duyên. Người có duyên sẽ có cảm ứng với mình, họ có cảm ta sẽ có ứng. Ta đã giác ngộ, ta nhìn thấy Phật liền giác ngộ, nhất định phải giúp họ. Người trong đời quá khứ hãm hại ta, ta cũng phải giúp họ thành Phật, cũng phải độ họ. Oán thân bình đẳng. Lúc này ta không còn khởi tâm động niệm. Cho nên khi trở lại luân hồi lục đạo là hàng ma quân. Hàng là hàng phục, ma quân là yêu ma quỷ quái. Trên thực tế chính là tham sân si mạng. Trong kinh Đức Phật nói rất hay, tài sắc danh thực thùy, gọi là ngũ dục. Đức Phật nói như thế nào? Năm điều căn bản của địa ngục. Tài sắc danh thực thùy là năm điều căn bản của địa ngục. Có một điều nó sẽ lôi ta vào địa ngục. Năm điều đều có như vậy không đáng sợ ư? Có trốn cũng không trốn được. Mà còn như thế nào? Mà còn hoan hỷ đi vào địa ngục. Sau khi đến đó hối hận không kịp. Phải chịu hết các sự thống khổ. Sự thống khổ này là gì? Là tiêu nghiệp chướng. Giống như ta phạm tội bị xử phạt, nhốt vào trong lao ngục, hết thời kỳ phạm tội mới được ra ngoài. Cho nên tam đồ thực tế mà nói không phải là nơi xấu xa, là nơi để tiêu trừ ác nghiệp. Khoái trời và nhân gian là nơi để tiêu trừ thiện nghiệp, đều là tiêu nghiệp. Ta tạo thiện hay ác nghiệp đều không ra khỏi luân hồi. Tâm đều không thanh tịnh. Cho nên như thế nào? Thiện ác nhị biên đều buông bỏ. Như vậy phải chăng không cần tu thiện, ác cũng không cần đoạn? Không phải vậy. Đoạn ác tu thiện, nhưng không chấp trước tướng đoạn ác tu thiện, không chấp trước ý niệm đoạn ác tu thiện, khiến tâm vĩnh viễn trú trong thanh tịnh bình đẳng. Tạm thời không nói đến giác, tạm thời không bàn đến, chỉ nói đến thanh tịnh bình đẳng. Phải khiến tâm vĩnh viễn trú trong thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là tâm Bồ Đề. Đại triệt đại ngộ là tâm Phật. Cảnh giới đó rất cao. Cho nên học thanh tịnh bình đẳng trước, trú tâm vào nơi này. Đây gọi là hàng ma quân. Không đơn giản. Nói thì dễ, thực hành mới khó. Thực hành ở đâu? Thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Từ sáng đến tối, ăn cơm, mặc áo, làm việc, xử sự, đối nhân tiếp vật, đều là nơi ta tu hành, đều là nơi ta học tập của Bồ Tát. Luyện tập gì ở đây? Đối với cảnh giới không nhiễm, thấy việc tốt thì làm, việc không tốt đừng làm. Phải tương ưng với tâm thanh tịnh. Đây gọi là Bồ Tát Đạo. Nếu động tâm,
có hoan hỷ, có hỷ nộ ái ố là coi như xong, lập tức rơi vào trong thất tình ngũ dục. Muốn biết công phu tu hành phải quan sát từ đây, ta sẽ thấy rất rõ ràng minh bạch mình đến cảnh giới nào, sẽ thấy rõ ràng minh bạch, không cần hỏi người khác. Người khác nói đều là giả, không phải thật. Đến cảnh giới của họ, họ còn không biết, làm sao mà biết được cảnh giới của mình? Thực tế không được phải làm sao? Chuyên niệm cầu A-di-đà Phật, không gián đoạn là được. Pháp môn này vi diệu biết bao. Trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm, hỷ nộ ai lạc hiện tiền. Cổ nhân nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Giác của Tịnh Độ Tông thật vi diệu, chính là một câu Phật hiệu. Lập tức nhớ đến câu Phật hiệu này, tức là chế phục cảnh giới đó. Ngày ngày làm như vậy, khoảng 3 năm công phu là có thể chế phục được 8 phần phiền não. Công phu này không tệ, khoảng 5 năm công phu có thể chế phục được 9 phần, chắc chắn được giảng sanh. Đây là sự trang nghiêm thù thắng vô tận của Tịnh Độ.